Chào các bạn, tiếp tục với những trận chiến hay giữa những danh thủ hàng đầu trong giải bản ăn vĩ nghiệp năm 2023 vừa kết thúc hôm 20 tháng 7. Mở màn lần giáp mặt vô cùng ác liệt giữa lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm và mãnh tướng Kung Fu Panda Triệu Kim Thành. Ở trong cuộc này, Hâm Hâm cầm đỏ, binh 7 tiến 1. Và Kim Thành cũng đổi chốt, Hâm lập tức bình pháo vào đe dọa, gây sức ép trực tiếp vào tường 7. Kim Thành tường 7 đã thoát thân ngay, rồi Hâm nhảy mã ra cánh biên, chuẩn bị có thể đưa xe phải lộ diện. Kim Thành pháo đưa vào, làm y hệt như đối phương vậy. Cách giải quyết trước của Triệu là bổ sĩ trái. Giờ Kim Thành mã 2 tiến 1, Hâm Hâm lấy C1 bệnh 2 ngay. Kim Thành tiếp tục lại mở chốt biên của mình. Hâm dùng mã 8 tiến 7, phát triển đều cả hai cánh trước. Kim Thành C1 bệnh 2, Hâm Hâm đã bệnh xe đường 8, giữ căn. Giờ Kim Thành mã 8 tiến 6 phi quải giác, còn không thể nào thuận lợi để dùng chốt 3 tiến 1, tức là mượn ý công vào mã 7. Rõ ràng ngựa này chưa phát triển, pháo 8 của Kim Thành cũng sẽ phải mất mạng, thành thử là việc mời tiêu đổi, mà thế trận Kim Thành sẽ phải mèo mó hơn. Còn tới lúc này thì pháo đường 8 đã còn căn, bởi vậy Hâm Hâm buộc phải dùng tượng 7 tiến 5 phòng thủ, và Kim Thành đưa xe tiến tuần hà. Hâm Hâm đã dùng xe phải tiến qua hà để giam hãm ngay. Thấy vậy, Kim Thành lấy xe bình 8 chờ đợi, và Hâm lấy pháo để tạt biên kích đổi. Kim Thành đã sớm chấp nhận, mã của Hâm quay về, rồi lại tiếp tục dùng pháo tạt ra cánh biên mời đổi nốt. Nếu như đổi, không thể nào tránh khỏi một kết quả hòa, là sự lựa chọn tốt nhất cho chị Hâm Hâm, tức là về phía của Kim Thành hàng ngũ chỉnh tề, và cũng như chuyển cũng có thể đối ứng ngang ngửa khi pháo biên của Kim Thành có thể đe dọa vào chốt y chang như chị Hâm Hâm vậy. Và thêm một chuyển nữa là mã của Hâm Hâm đã ở vị trí ban đầu, Kim Thành cũng vậy, tức là mã 6 phải quay về đường 8 sau khi mời đổi. Thành thử nước tiên của Hâm Hâm chẳng còn được trông thấy rõ ràng. Bởi vậy tới lúc này lựa chọn của Hâm lấy xe tạt biên ngăn cản Kim Thành pháo 9 bình 7, và Hâm Hâm dùng pháo này chém thẳng về chốt tranh thực lợi trước. Kim Thành cũng tổ chức đánh trả, xe 8 tiến thẳng 7 nước bắt pháo 3, pháo của Hâm lại bình vào, rồi đoạn sĩ 4 tiến 5 phòng thủ. Đây cũng là một nước cờ tất phải đi, còn nếu như chẳng ra lựa chọn tiếp tục của Hâm Hâm, tức là lấy xe này kê vào chân sườn, mã quải giáp buộc phải phóng lên để thoát chạy, mã 6 tiến 8, thì Hâm Hâm chỉ cần dùng pháo này chém thẳng vào chốt, vừa chiếu ngay. Còn tới đây, nước chiếu đã được hóa giải. Và mưu thủ sẵn trước của Kim Thành là dùng pháo này chém thẳng qua binh cũng đối ứng ngang ngửa, khi dùng mã có thể bắt lấy xe. Bởi vậy Hâm Hâm muốn ngăn cản, lấy xe 4 bình 3 kiềm chế ngược. Và Kim Thành binh 5 tiến 1 để thoát thân ngay. Hâm tiếp tục mã 8 tiến 7 nhảy lên vị trí ban đầu, Kim Thành pháo 7 lại kê vào, rồi Hâm Hâm dùng chốt biên để tiến 1. Sau nước cờ này thì chúng ta mới có thể thấy được con mắt tài tình của chị Hâm Hâm, tức là chỉ cần lợi một chút biên, nhưng chỉ cần tiến lên một nước, ấy vậy mà áp lực về phía của Kim Thành là không hề nhỏ. Nghĩa là đánh lâu dài, binh này sẽ tràn qua được hà, và điểm công kích chính là quân ngựa phóng ra biên ải ngay từ đầu, và chắc chắn kéo theo hệ lụy binh 3 cũng không thể nào giữ lại. Điểm khó khăn nhất của Kim Thành chính là việc xe đường 8 gần như bít cửa để điều động sang hướng bên kia. Lựa chọn của anh tiếp tục lại dùng xe 8 quay về hai trường, và Hâm Hâm lấy pháo 9 bình 8 ngay. Không phải là một đòn giải tỏa thông thường để Kim Thành có thể một nước phóng lên cửa hà rồi nhằm thẳng mà tiến công ngay. Chuyển thứ nhất là binh vẫn có thể độ hà truy đuổi, và chuyển thứ hai cánh phải thêm phần hở sườn. Binh 3 mất mạng thì đã đành, mà pháo 8 có thể chọc chiếu ngay. Bởi vậy tới đây lựa chọn trước của Kim Thành dùng chốt 3 tiến 1 để thoát chạy. Nếu như binh này tiến lên, thứ nhất là dùng pháo này tiêu đổi, và thứ hai lấy xe 8 bình 1 để chém lại chốt, chắc chắn những điều gọi là lợi ích vừa rồi của chị Hâm Hâm đã liệt kê sẽ không còn. Bởi vậy ngay tại đây, Hâm Hâm dùng pháo 8 quay về hai nước để bắt xe ngay. Xe rút chạy thì tên cờ của chị Hâm Hâm càng thêm mạnh bạo, cho nên anh quyết định tiền pháo qua hà để kích đổi. Nhưng Hâm lại dùng chốt 7 tiến 1, dùng pháo này tiếp tục lại truy đuổi, và Kim Thành cũng tỏ ra đầy quyết liệt, dùng binh 5 tiến 1 để kích đấu tiếp. Và Hâm Hâm lại dùng pháo này để rút chạy, nhưng lại rất độc pháo 8 tiến thẳng 3 nước ngay. Không thể nào lấy tượng này để chém chốt được. Chuyện rõ ràng khi mà xe 3, binh 7 và đánh bắt lấy cả đôi, Kim Thành cũng phải vỡ trận. Còn nếu như dùng binh 5 để tiến 1 là một cơ hội trở cho để Hâm Hâm tiếp tục đưa mã 7 xua vào trung lộ, đường hướng tiến công phát triển lại vô cùng thoáng mở. Bởi vậy ngay tại đây Kim Thành cũng chẳng biết làm sao, dùng pháo lại quay về nhường vị cho đối phương kích đổi, rồi lấy xe 8 bình 5, hoặc là tới đây dùng pháo này chém thẳng vào quân ngựa đường 7, pháo này vọt sang, và cũng chỉ cần đắc lại pháo 8 lợi một cây là rõ ràng, hoặc là kích đổi bằng hết,
Hầm Hầm gần như không thể nào triển khai thế công nhất định, nhưng Hầm Hầm cũng lập tức phát giác, anh lập tức lấy chốt điều vào đường sườn và Kim Thành bên năm đã tiến một. Có một chốt để đổ hà, quân xe đường 8 lúc này đã được khai thông, nhưng không hề vì vậy mà Kim Thành tỏ ra dễ chơi. Khi Hầm Hầm tới đây, Quốc Đình đã giữ lại chốt biên của mình, binh biên lại tiến một. Mặc dù có chốt đổ hà, nhưng Kim Thành còn chưa làm được gì cả. Tới đây lại phải điều chốt sang tìm cửa thoát trước, và Hầm Hầm dùng chốt này tiến thêm một nước. Áp lực như đã đề cập ngay từ đầu vào quân ngựa ở góc biên, tới đây đã biến thành hiện thực. Kim Thành buộc phải dùng mã một để rút chạy, nhưng trước khi làm vậy, anh lấy xe 8 bệnh 3 để mời đổi. Và chỉ Hầm Hầm chẳng chấp nhận, dùng ngựa này quay về một nước, trước sau gì đối phương cũng phải công vòi đưa mã một thối hai, và Hầm Hầm bệnh chốt vào, tạo thành một thế liên hoàn rất đẹp và chắc chắn muôn phần. Xe giữ chốt, chốt giữ pháo. Bởi vậy, hệ lụy thứ nhất là ở trên đường ngang, pháo và mã đều không thể nào tùy nghi mà di tản. Thứ hai là quân ngựa ở đường 2 cũng vậy, chính thức sẽ chịu cảnh giam cầm. Kim Thành dùng mã 8 lại thối bày, và Hầm Hầm tiến pháo qua hà. Thứ nhất là đe dọa vỗ vào trung lộ, và thứ hai, quân binh biên này hoàn toàn cũng có thể ra tay được. Kim Thành sau một lúc đắn đo, dùng chốt biên tiến một để kích đổi. Nhưng Hầm Hầm cũng chỉ cần chấp nhận, xe Kim Thành ắt phải theo. Rồi thực hiện dơ mưu đồ còn lại, pháo 4, bệnh 5, và Kim Thành lấy xe 9, bệnh 4 để bắt chốt ngay. Hầm Hầm lại dùng binh để tiến một. Thêm một chốt, thì lực cờ của Hầm Hầm càng dễ để phong tỏa đối phương. Kim Thành lại rời xe 1 đuổi vào pháo trung lộ. Pháo thoái chạy, rồi lập tức đưa tướng quân để xuất cung ngay. Ý nói là việc giải quyết trước cho đòn đánh mà đối phương đang còn chực chờ, tức là dùng xe này bắn thẳng vào mã 7. Còn tới đây, Hầm Hầm lại điều chốt sang truy đuổi. Pháo khép chạy vào lộ còn lại, giờ chỉ cần bệnh xe sang mời đổi. Thế quân của Hầm Hầm đã lớn mạnh và hoàn toàn đàn áp đối phương, cho nên việc mời đổi chủ lực mạnh nhất cũng là một giải pháp đơn giản để có thể đưa về hình cờ lệ thắng ngay. Bởi vậy tới đây, Kim Thành cũng tuyệt đối không thể nào chấp nhận muốn giữ lại tăng tỷ lệ kháng cự của mình. Anh lấy xe 4, bệnh 5 đổi pháo trung lộ. Hầm Hầm lấy pháo này tả ra cánh biên ngay. Giờ Kim Thành lại lắc chốt vào. Hầm Hầm mã 1 tiến 2 xua ra trận. Kim Thành tường 4, bệnh 5. Hầm Hầm nhảy mã qua hà đuổi bắt xe. Xe buộc phải thoát chạy, bệnh sang đường 1. Còn nếu như tiến lên ngay vị trí này, binh chỉ cần ủi thêm một nước, chắc là tắc tử. Còn tới lúc này thì Hầm Hầm sẽ làm gì? Dùng mã 6 tiến 7. Chính thức về quân lực của chỉ Hầm Hầm, mặc dù rất đông đảo nhưng được tổ chức bài bản và rất quy mô. Xe pháo mã chốt chia làm hai đội với hai chức năng riêng biệt. Thứ nhất là xe hai chốt và kể cả pháo đường 8. Thực hiện trọn vẹn cho mưu đồ phong tỏa, bởi vậy cả một cánh phải của chỉ Kim Thành gần như đã phải tê liệt. Bởi vậy sẽ là cơ hội để cho đội quân còn lại có thể triển khai mà tiến công, ý nói là đôi mã này không hề gặp khó khăn để ra được trận. Tới đây đe dọa vào chốt, Kim Thành dùng chốt 5 tiến 1 ủi tượng trong sự miễn cưỡng. Hầm Hầm dùng tượng này tiêu diệt chém thẳng tay. Kim Thành mã 7 tiến 8 ngay, nhưng Hầm Hầm cũng chỉ cần chờ vậy phát giác ra một mưu đồ có thể tốc thắng ngay lập tức, mã 3 tiến 2. Chuyện thứ nhất là dùng pháo để cầm chiếm tức khắc, bởi vậy mã 8 lúc này đã bị vô hiệu. Tượng 5 buộc phải thối bày, dùng pháo này vọt sang. Sĩ dương lên thì mã lại quay về. Sĩ chắc chắn là gãy vụn là thứ nhất, mà quân pháo đứng ngay vị trí này cũng không thể nào toàn thay được. Cho nên buộc lòng Kim Thành phải tổ chức phòng thủ, pháo 6 bệnh 7, hòng có thể rút chạy về. Nhưng Hầm Hầm lại điều xe sang em mã 8 ngay. Chính thức nó sẽ tắc tử, không còn một cơ hội nào để dãy rùa cả. Tại vì sao là như vậy? Nếu như tổ chức dùng pháo 7 quay về hai nước, liệu rằng có phải là một phương án hay để phòng thủ? Đương nhiên vì vậy mà Hầm Hầm không thể nào chọc pháo lên để đe dọa. Nhưng còn một cách khác hiểm ác và cao thâm hơn rất nhiều, binh 7 tiến 1, kích đổi pháo thứ nhất. Rồi sau khi chốt này bệnh sang, gọi hồn vào mã đường 2 thì đã đành. Mà quân ngựa đường 8 này cũng chính thức đã mất căn, Kim Thành chẳng còn bất kỳ một cơ hội nào khi toàn quân đều rơi vào hố chôn tử thân cả. Bởi vậy ngay tại đây Kim Thành đưa xe 1, bệnh 5 cũng chẳng biết để làm gì, nhưng đường cờ đã tỏ ra khá bị động, tức là chuyện dùng xe đè lấy tường mở ra một âm mưu tiến công cuối cùng. Nhưng Hầm Hầm dùng mã 7 tiến 6 để giữ tường ngay. Kim Thành dùng pháo 7 lao qua hà để chém chốt. Việc phòng thủ lúc này đã trở nên vô cùng vất vả. Còn nghĩ tới việc tiến công, liệu rằng có phải là một phương án thỏa đáng hay không? Biến đi của Hầm Hầm giúp chúng ta có thể trả lời tất cả. Tiếp tục Hầm Hầm dùng pháo để chọc chiếu ngay. Chỉ còn đúng một lựa chọn, dùng tướng 5 thối bày. Và chắc chắn một điều, pháo 8 của Kim Thành sẽ phải mất mạng. Hầm Hầm không phải lấy xe này diệt,
mà dùng pháo để bức tử gọn gàng. Để làm gì Kim Thành còn vớt vát dùng C5 chém thẳng vào tường, tức là thí xe mở đường pháo 7 có thể cắm lên thành tốc sát. Nhưng không phải chủ lực này điều về để phòng thủ bị động, tại vì chắc hẳn về phía của Triệu Kim Thành vẫn còn nước ác lấy C5-78 đánh bắt cả loạt. Cả tam quân ở trên đường dọc này hầm hầm sẽ phải vất vả. Tới đây lựa chọn của anh quyết định pháo 2-73. Một đòn phản đam ngoạn mục, chẳng những rằng âm mưu để tạo sát vừa rồi của Kim Thành không thể nào thực hiện được, mà tới đây chuyển mất tiếp một quân là rõ như cả ban ngày. Những gì còn lại sau một cuộc thanh trường tiếp tục, chỉ còn đúng một pháo và một xe. Còn tất nhiên là mã 2 không thể nào giữ nổi, cho nên chỉ ngay sau khúc này chúng một đòn cờ chí mạng, Kim Thành không thể nào gượng dậy nổi, bởi vậy đã phải đầu hàng ngay lập tức. Một trận cờ hay với lối tiến công vô cùng sắc sảo của Triệu Hâm Hâm. Còn trận chiến tiếp tục cũng với sự góp mặt của lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm, đối thủ của anh chính là Yêu Nghị. Ở trong trận này, Yêu Nghị cầm đỏ, một bố cục vô cùng hấp dẫn được nhị vị nhanh chóng bày biển. Yêu pháo vào trung lộ, Triệu mã 8 tiến 7, Yêu đưa ngựa lên, Triệu bình xe ngay. Yêu xuất xe, Triệu nhảy mã còn lại bình phong tròn. Lựa chọn của Yêu binh 7 tiến 1, Triệu cũng đối chốt. Rồi Yêu dùng mã 8 tiến 7, Triệu tức khắc triển khai song pháo của Hà, đầu tiên hữu pháo trước. Sau khi Yêu Nghị dùng binh 5 tiến 1, thoát khỏi đồng phong tỏa nếu như đối phương dùng pháo này chém thẳng sang chốt 3 của mình, cũng như việc đe dọa vào trung lộ của Triệu Hâm Hâm còn khá chống trải, thì Triệu đã lập tức tiến pháo còn lại qua Hà nốt, xông pháo qua Hà. Lựa chọn của Yêu Nghị dùng sĩ sở tiến 5 phong thủ, và Triệu Hâm Hâm cũng vậy làm dày trung lộ của mình. Yêu Nghị mã 3 tiến 5, một lối cờ dàn trận khá chuẩn chỉ. Triệu Hâm Hâm dùng pháo này chém thẳng sang chốt bên kia, vẫn gia tăng lực kiềm chế. Thứ nhất rằng đòn dùng chốt 3 tiến 1 để kích đổi, hòng có thể giải tỏa áp lực Triệu Hâm Hâm không thể nào làm được. Cũng như việc tới đây dùng pháo 8 có thể đe dọa trực tiếp vào mã trung tâm, mà hẳn nhiên rằng pháo đường 5 của Yêu Nghị nếu như di chuyển, tất rằng pháo 8 chỉ cần tiêu diệt vào Triệu tướng và bớt mất xe ngay. Đây cũng là một cơ sở mà Triệu có thể lấy làm phản kích ở đoạn sau. Nhưng trung lộ của Triệu vẫn còn khá trống trải, cho nên tới đây Yêu Nghị dùng chốt 5 để tiến 1 công kích ngay. Nếu như chốt này tiến thì pháo này có thể vượt lên tranh thủ chiếu trước, rồi tiếp tục lại gác tường. Bởi vậy, đòn pháo 8 bình 5 của Triệu không hề được tích sử gì. Tới đây, lựa chọn bất ngờ của Triệu Mâm là C4 tiến 5 ngay. Để làm gì sau Yêu Nghị dùng mã 5 tiến 6 truy đuổi vào quân ngựa đường 3, thì Triệu đã bất ngờ dùng chốt 5 lại tiến 1, tức là khai cục phế mã ngay từ đầu. Yêu Nghị cứ vậy mà ra tay thôi. Triệu Mâm C1 tiến thẳng hai nước truy đuổi. Yêu Nghị dùng mã 7 lại rút chạy đưa về trung lộ để kích đổi. Nếu như đổi, thứ nhất là đòn lấy pháo này tả ra kích đổi, cũng làm cho Triệu Hâm Hâm trở nên rất khó đi chỉ với tam tử còn lại, xe 8 và hai pháo ở vị trí này mà thôi. Nhưng xe 8 lúc này đã chẳng còn căn, bởi vậy chính thức đã bị Yêu Nghị dàn ra một thế trận phong tỏa, không thể nào làm nên đội hình cơm cháo gì được. Và chắc chắn Yêu Nghị chỉ cần dùng pháo và mã cũng như pháo trung lộ hoàn toàn có thể gây ra một cuộc đàn áp ngay, Hâm Hâm chỉ có bất lợi. Cho nên ngay tại đây, lựa chọn của Hâm Hâm quyết định để nguyên vậy, anh dùng pháo 8 để tiến 1, đe dọa ngược. Tức là sau khi Yêu Nghị dùng mã 5 phải tiến 3, còn nếu như chẳng pháo này chỉ cần vượt sang mã 7 đòi lại cây, thì Hâm Hâm dùng pháo để quay về. Thứ nhất là việc đe dọa. Và tới đây, mặc dù xe 8 không còn căn nhưng vẫn hoàn toàn có thể ra tay được, tức là pháo 8 bệnh 3 để chém mã 7. Tại vì xe này mà động đẩy thì pháo chém tường và tạo sát cơ ngay. Bởi vậy Yêu Nghị đã tìm cách phòng thủ. Sĩ dương lên cũng là một đòn cờ đầy uy lực, đủ sức để ngăn cản. Triệu buộc phải lấy pháo 8 này rút chạy, và Yêu Nghị đã bổ sĩ tránh trước nước hiểm, pháo đưa vào vỗ mặt và Triệu tướng bắt mất xe. Tới đây Hâm Hâm dùng binh 7 để lao qua Hà, nhưng cũng là một cơ hội mà Yêu Nghị mã 7 tiến 5 tìm cách mà ra trận. Hai chốt này của Triệu Hâm Hâm xem như là một cơ sở mà Hâm Hâm quyết định bỏ mã 3 của mình, chắc chắn không thể nào giữ lại khá toàn vẹn, hoặc là dùng pháo này đe dọa vào binh 5 nữa. Cho nên Hâm Hâm dùng chốt 7 để tiến 1 đánh trả. Gọi là đánh trả tại vì tới đây Yêu Nghị không thể nào xích pháo để chém thẳng trung binh của Triệu. Tại vì rõ ràng đòn đánh ngay từ đầu đã được liệt kê, Triệu hoàn toàn có thể triển khai pháo 8 bệnh 5 chém chết mã, vừa chiếu vừa bắt lấy xe 2. Yêu Nghị chỉ còn cách là đầu hàng. Bởi vậy ngay tại đây, lựa chọn cuối cùng Yêu Nghị mã 5 tiến 3 thoát thân ngay và nhân tiện đe dọa vào trung lộ. Nhưng Triệu Hâm Hâm cũng mặc kệ, lấy xe 1 bệnh 2 bắt pháo trước, xe của Yêu Nghị bệnh đường 8 giữ căn, chấp nhận để cho đối phương phong tỏa. Nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất mà Yêu Nghị có thể đưa chủ lực còn lại ra trận.
thế công của Triệu Mâm cũng nhờ vậy mà hiện ra tức khắc và vô cùng mạnh bạo. Xe tám tiến kỳ hà, đuổi bắt mã. Quân ngựa này nếu như chém thẳng vào binh giữa trung lộ thì sẽ bị một đòn theo của Triệu Mâm, tức là xe tám bình năm lại đánh đuổi. Cho nên thấy đây yêu nghỉ, dùng mã ba tiến bốn ngay. Thứ nhất là đe dọa cho một nước cờ phục chiếu mà Triệu Mâm không thể nào phớt lờ, buộc phải bình pháo vào ngăn cản. Nhưng cũng là cơ hội để yêu nghỉ tiến pháo qua hà, thoát khỏi cảnh giam cầm mà đối phương có thể thực hiện ngay, tức là dùng xe 2 tiến thẳng bốn nước thì yêu nghỉ gần như chẳng còn lối thoát nào. Còn tới lúc này thì Triệu lấy xe 8 bệnh 3 để chém chốt và yêu nghỉ buộc phải rời hình trong sự miễn cưỡng. Khi những gì còn lại cũng là còn xe pháo mã, lực lượng đếm kể ra thì còn rất hùng hậu, hơn chẳng đối phương những một cây, nhưng thành thử tấp thảy đều rơi vào cảnh khó đi cả. Không những vậy, bằng một thủ thuật tinh giản mà lại cao cường, Triệu Mâm với những thứ từ đối bắt rất chuẩn xác của mình, tới đây tất cả những chủ lực đều đã chiếm vị trí tốt cả. Cho nên việc anh tranh thủ để chém liên tục ba chốt, chính yêu nghỉ mới là người đang phải vất vả tìm cách để thoát khỏi vòng vây. Lựa chọn tới đây của anh tiếp theo có lẽ là nước cờ gác tường để bắt lấy xe cùng cố chấp về trận địa, nhưng Triệu Mâm đã tìm cách mà thoát chạy, gây sức ép trước, lại điều xe sang truy đuổi. Ngựa lúc này chỉ còn đúng một chỗ để rút chạy là mã 4 phải tiến hai ngay, nhưng chắc chắn không còn cửa để quay về. Triệu pháo 6 bình 7, đường cờ giam hãm thật là cao cường. Yêu nghỉ dùng pháo lao qua hà ngay tức khắc. Nước cờ này để chuẩn bị cho mưu gì vậy? Sau khi Triệu lấy xe bình 8 gọi hồn vào quân mã đường 2 hết chỗ chạy. Nếu như mã nhảy ra góc biên cũng không thể nào ngoại tạo khi chủ lực vẫn có thể quay về và bất tử. Lựa chọn trước của yêu nghỉ, xe 8 tiến thẳng ba nước tạo ra cuộc kích đổi hàng loạt. Nhưng chúng ta hãy cùng xem sau nước cờ tiếp tục của Triệu mọi thứ diễn biến tới mức độ nào. Tức là anh lấy xe này chém thẳng vào quân ngựa đường 2. Nhưng yêu nghỉ cũng tỏ ra khá cao cường, đầu tiên lấy một nỗi xe bệnh sang chém được chốt, khử trừ một hậu hỏa, nhân tiện đứng ở một ngã ba đe dọa trực tiếp lên cả pháo 7, kể cả quân pháo đường 8 này của Triệu, buộc phải thoát thân trước. Lựa chọn của Triệu pháo 8 lấy tiến 1, và yêu nghỉ chỉ cần lấy pháo để tả sang. Một đòn gánh lúc này mặc dù chỉ mang ý nghĩa tạm thời, ấy vậy mà vẫn đủ lực để đánh trả với đội hình đang rất chắc chắn của Triệu Hâm. Bởi vậy pháo 8 này của Triệu Hâm không thể nào giữ lại. Quyết định của anh pháo 7 bình 6 ngay và yêu nghỉ lấy xe này để tiêu diệt được. Nhưng Triệu tới đây cũng chuẩn bị khá chu toàn khi một đao có thể lấy mạng pháo 8 ngay. Quân xe đường 2 đã mất căn, bởi vậy pháo này vọt sang thì xe này cũng phải mất mạng. Bàn cờ lập tức đã chuyển tàn. Khi mỗi bên chỉ còn xe pháo, yêu nghỉ thì còn pháo xe. Nhưng đếm kể lại thua đối phương hẳn hai chốt là chốt 3 và binh giữ trung lộ. Chỉ có một kết quả bại chắc chắn cả 10 phần. Cho nên tới đây để nguyên vậy, yêu nghỉ dùng xe 3 tiến thẳng lên, tạo ra một tình cảnh giam hãm, là một cơ hội, hay nói chính xác là tia hy vọng cuối cùng mà yêu nghỉ có thể tiếp tục. Đòn đánh của Triệu Mâm, pháo 6 tiến thẳng ba nước, chuẩn bị cho việc đưa vào trung lộ vỗ chiếu ngay, xe đường 8 lúc này cũng có thể ra trận được. Nhưng yêu nghỉ lập tức cũng đã phát giác ra điểm đánh mà anh có thể khai thác, xe 2 tiến thẳng ba nước đe dọa. Nếu như pháo này đưa vào, tường chỉ cần gác lên, binh năm kiểu gì cũng phải vất vả, thì Triệu mới có thể giữ lại. Dùng xe tiến 1 có lẽ là một phương án giữ lại duy nhất, nhưng cũng bị hở sườn bởi vì yêu nghỉ lấy xe này chém thẳng sân chốt 3 ngay. Bởi vậy để ngăn tránh đi tất cả, Triệu quyết định thay đổi phương án của mình. Binh 5 lấy tiến 1, yêu nghỉ lại đưa xe chiếm trung truy đuổi. Thực chất cũng là đòn đánh để thoát khỏi đòn phong tỏa, xe pháo trên đường 2 của mình. Triệu hâm bình chốt để tháo chạy, yêu nghỉ lại theo xe, chốt lại vào, lập tức xuất tướng, vừa có thể chờ đợi cho một đòn đánh mai phục. Triệu Mâm pháo 6 lại tiến 1, yêu nghỉ lại rời xe về đuổi bắt ngay. Pháo tiền đường đưa vào trung lộ và yêu nghỉ cũng ra tay nhanh như cắt, dùng pháo để chém chốt. Và Triệu Mâm dùng xe cắm thẳng đe bắt tường. Không thể nào tường 3 tiến 5 được, tại vì quân xe còn lại tiến chiếu ngay. Chắc chắn là yêu nghỉ sẽ phải vỡ trận, sát cục không thể nào tránh khỏi dòng xe gọi hồn. Bởi vậy ngay tại đây cũng chỉ còn lựa chọn xe 6 bình 7 mới có thể giữ lại. Và Triệu Mâm xe 8 dâng lên hai nước, thứ tự điều quân vô cùng ổn thỏa. Tới đây một cỗ máy công rất chết người sắp sửa hoàn thiện những chi tiết cuối cùng, chỉ cần tiếp tục lấy xe này chiếu mà thôi. Cho nên buộc lòng về phía của yêu nghị muốn toàn thây, buộc phải chấn giữ bằng được con đường xương máu này. Và Triệu Mâm lại dùng xe quay về ngay cửa hà, hoàn toàn có thể đưa chủ lực vào kích đổi xe thứ nhất rồi dùng xe còn lại để bắt lấy sĩ ngay. Tại vì chắc hẳn với pháo của Triệu đã đứng sẵn ở giữa trung lộ, cho nên yêu nghỉ mở đường máu cũng là lẽ tất nhiên.
Bởi vậy ngay tại đây, Yêu Nghỉ buộc phải lấy xe bệnh sang để giữ mặt cố thủ bằng được. Và chiếu mâm C873 bất tường, ép buộc tưởng 3 phải tiến 5, tiếp tục là thêm một nước chốt. Rồi Yêu Nghỉ dùng sĩ để quay về. Chỉ hôm hôm đã dùng xe 3 tiến thẳng 4 nước, Yêu Nghỉ dùng chốt biên để tiến 1. Những lựa chọn mang ý nghĩa của sự chờ đợi là nhiều hơn. Tức là việc mặc dù Triều có thể công rõ ràng với việc là dư trắng một binh 5, nhưng cũng chẳng phải quá đơn giản mà anh có thể tổ chức được một cuộc để đàn áp đối phương. Triển Yêu Nghỉ đã tổ chức phòng thủ rất chắc chắn với sĩ tưởng và hai xe một pháo đường 7 cũng khá linh hoạt. Tới đây Triều hôm hôm vừa đánh vừa thủ, tìm cách dùng xe 2 tiến 1 và Yêu Nghỉ pháo 7 bệnh 8 ngay. Nếu như lựa chọn lấy xe này chém thẳng ra chốt, tất rằng Triều không thể nào tránh khỏi phân bại khi pháo 8 chỉ cần dâng lên 3 nước, chờ đợi cho một đòn dùng xe cắm ngay vào mặt thành sát cổ. Bởi vậy sĩ tưởng đều sẽ phải bung bét hết cả. Cho nên ngay tại đây quyết định của Triều lại dùng xe rút về ngay cửa Hà và Yêu Nghỉ C4 thối 5 ngay. Triều hôm hôm xe 3 lại tiến thẳng 3 nước và Yêu Nghỉ lấy xe đảo sang hướng bên kia nhòm lại chốt, hoặc là đưa pháo 8 vỗ vào trung lộ để có thể ít nhất là kích đổi được. Tại vì chuyện sau khi mặt tướng hỗ trợ, xe này có thể cắm lên sát cổ mà Triệu Mâm không còn cách khác. Nhưng tới đây đòn đánh rất cao cường của Triệu Mâm chính là việc dùng xe 2 cắm thẳng 3 nước để chờ đợi. Trong một đòn tiếp tục là gì? Sau khi đối phương pháo 8 đưa vào trung lộ hỏng có thể kích đổi, chuyện này đã trở thành bắt buộc để giải sát thì Triệu đã ra tay ngay. Xe đối phương tiêu diệt vào, nhưng cái giá phải trả của Yêu Nghỉ thật sự quá đắt đỏ khi tưởng trung tâm đã phải mất mạng. Yêu Nghỉ tới đây đã gấp gáp lấy xe 5 bệnh 7 giữ lại tượng nếu như còn muốn tiếp tục, và chỉ hôm hôm dùng xe 5 bệnh 2 ngay. Tới đây Yêu Nghỉ dùng xe 6 tiến thẳng 2 nước và chỉ hôm hôm dùng xe tạc biên tìm cách để đe dọa vào chốt còn lại. Yêu Nghỉ cũng tổ chức để đánh trả, xe 6 lại dâng lên 3 trường, hoặc là dùng xe 7 cắm lên tốc sát mà quyền sĩ đảo về không thể nào, cho nên Triều buộc phải phòng thủ trong cảnh bị động, dùng xe quay về. Và Yêu Nghỉ lại rời xe ngay cửa Hà truy đuổi, nhưng thực chất là mục đích là giữ lại quân chốt biên của mình không thể nào đến mất được. Nhưng Triều cũng nhờ vậy mà mở ra một con đường tơ lụa của mình, binh 5 tiến 1 từ từ để áp sát, không hề gặp vật cản, thêm một nước cờ nữa rồi ủi thẳng vào sĩ cũng được. Một nửa hàng tuyến phòng thủ ý nói là một sĩ một tường, không thể nào đủ sức để đương cử nổi với hai xe quá mạnh của Triều hôm hôm. Cho nên ngay tại đây Yêu Nghỉ buộc phải dùng xe rút về phòng thủ. Bởi vậy thế công duy nhất này Yêu Nghỉ cũng không làm được gì, tức là Triển kiềm chế xe 2 của Triều Mâm. Xe đường 2 của Triều đã phóng lên ngay cửa Hà, rồi Yêu Nghỉ tướng 6 bệnh 5, Triều lại bệnh xe vào trung lộ, hoàn toàn có thể dùng chốt để tiến một đường. Yêu Nghỉ lại dở sĩ, tức là mượn vào sức tưởng có thể phòng thủ ngay lập tức, nhưng Triều đã tìm cách khác, chốt 5 bệnh 4 chiếu ngay. Triều tướng mất xe, bởi vậy xe 6 đưa vào trung lộ để kích đổi. Triều lấy xe 5 bệnh 7, Yêu Nghỉ lấy xe 5 bệnh 8 ngay. Chuẩn bị tiếp tục là gì? Lấy xe 7 bệnh 6, thứ nhất là bắt chốt, thứ hai là mở đường xe 8 để có thể cắm lên. Sĩ tưởng của Triều đều sẽ phải vỡ bung bét và bại trận, cho nên muốn phòng thủ, Triều đã dùng xe rút về giữ lại chốt. Yêu Nghỉ sau khi bệnh vào đe dọa sát cổ, thì Triều đã phải dở sĩ phòng thủ, không còn hướng đánh khác. Rồi Yêu Nghỉ dùng xe 8 lao lên cũng quản lý chốt. Và Triệu Mâm xe 7 tiến thẳng 2 nước làm điều tương tự. Nhưng nước cờ này cũng không thể nào cần kíp hơn được, tại vì Yêu Nghỉ chỉ cần đưa xe vào tạo thể liên kết đe dọa bắn sĩ là sát cục, bắt buộc rằng sĩ 6 phải tiến 5 và lấy xe này chém thẳng vào chốt là không được. Triệu Mâm đã phòng thủ từ trước cũng khá cao cường. Yêu Nghỉ mượn vào việc này để kích đổi chốt tích cực mà cầu hòa có lẽ là hy vọng duy nhất. Triệu Mâm dùng chốt biên để tiến 1, Yêu Nghỉ dùng xe này chém thẳng tay. Giờ Triệu Mâm bệnh xe vào bất tường, vỡ một tường chính là điều rất nguy về phía của Yêu Nghỉ, gần như không thể nào phòng thủ nổi. Tới đây còn vớt vát tường 7 quăng ra cánh biên, nhưng cũng không thể nào thoát chạy một cách quá đơn giản khi Triệu Mâm cứ theo xe mà truy sát thôi. Lựa chọn của Yêu Nghỉ lại bệnh xe sang đe dọa vào chốt. Triệu Mâm xe 7 bệnh 5 chiếu tướng tức thì. Nếu như lựa chọn xi 4 dương lên thì sao? Sau khi Triệu bệnh xe đảo sang hướng bên kia thì rõ ràng quân chốt này cũng không thể nào bắt được, tức là chuyển xe 8 chỉ cần cắm lên hai nước thành sát cục, cho nên lựa chọn của Yêu Nghỉ là sĩ 6 tiến 5 phòng thủ, để cho Triều lấy xe này chém thẳng ra tường. Anh cũng còn cơ hội dùng xe khử chốt, hòng để cho Triều dùng xe cắm chiếu,
chủ lực này chỉ cần quay về bọc lót ngay. Đổi xe chắc chắn là hoa cờ khi chốt còn lại đã không thể nào qua được Hà, cho nên chỉ ôm hâm dùng xe này tiêu diệt Liên Minh. Một khả năng cờ thản siêu hạng giữa nhì vị cao thủ. Đường hướng tiến công của Triệu rất sắc sảo, nhưng cách đỡ của chị ôm hâm cũng chẳng hề kém cạnh chút nào. Tới đây ưu thế về Triệu vẫn là rõ ràng, khi Yêu Nghỉ đã phải vỡ hẳn cả đối tượng và việc chị ôm hâm có thể kín kẽ để lấy xe này chém thẳng sang chốt còn lại, cho nên bài toán thắng bại trở nên được rõ ràng nếu như chị ôm hâm có thể đưa chốt này để tiếp cận kinh thành. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem Yêu Nghỉ còn cách nào để phòng thủ trong một thế cờ tàn khá phổ biến được xem như là quốc dân này. Yêu Nghỉ dùng xe quay về để kích đổi, Triệu buộc phải lấy xe để thoát chạy. Yêu Nghỉ lại bảnh xe sang hướng bên kia, Triệu ôm hâm dùng chốt biên để tiến một, Yêu Nghỉ lại lắc xe vào, rồi Triệu dùng chốt để qua được Hà, nhưng Yêu Nghỉ lại tiến xe thẳng vừa có thể bắt chết ngay. Nhưng tới đây Triệu lại bảnh chốt vào, đường cờ rất bình thản, ấy vậy mà Yêu Nghỉ chẳng làm được gì. Tức là chuyện lấy xe này tiêu diệt sang, tất rằng xe của Triệu cắm lên sát cổ, bởi vậy cũng chỉ còn cách phòng thủ. Xe 6 quay về ba nước. Hiểm ác và cũng là tài tình nhất của Triệu chính là việc xe 5 án ngữ ở giữa trung lộ. Bởi vậy chức năng phòng thủ của Yêu Nghỉ hai sĩ gần như đã phải vô hiệu, không thể nào đảo một cách tùy tiện. Tới đây lựa chọn của Triệu hôm dùng chốt để tiếp cận từng ngày. Yêu Nghỉ lại rời xe gấp gáp phòng thủ cho những công đoạn cuối cùng. Triệu hôm xe 2 bảnh 3, Yêu Nghỉ xe 6 tiến thẳng hai nước, rồi Triệu dùng xe cắm chiếu ngay. Chủ lực này phải quay về, rồi tiếp tục lại dùng xe rút chạy tháo về một mạch. Yêu Nghỉ đưa về hình cờ cũ, chờ đợi diễn tiến thực sự của đối thủ. Và Triệu Mâm trả lời xe 1 bảnh 5, Yêu Nghỉ xe 4 bảnh 3 để chờ. Cũng không thể nào đưa chốt này mà thuận lợi tiến lên được. Triệu Mâm lắc vào đuổi bắt xe. Xe bảnh sang rồi lại xe 5 quay về hai nước. Câu trả lời cho phương án để tấn công lúc này của Triệu gần như đã hiện ra. Chuẩn bị cho việc chốt 4 bảnh 5 rồi nhờ cả đôi xe này hỗ trợ mới có thể tiến lên được. Yêu Nghỉ biết vậy nhưng cũng không thể nào ngăn cản. Xe 3 bảnh 2, Triệu Mâm chốt 4 bảnh 5 ngay, rồi Yêu Nghỉ lại rời xe về. Đằng nào thì chốt này của đối phương cũng có thể tiếp cận được. Và nhân tiện dùng một nước chốt đe dọa, Yêu Nghỉ lại rời xe phòng thủ tất tay. Triệu Mâm xe 5 bảnh 6 ngay, Yêu Nghỉ bảnh xe vào cũng chẳng biết làm sao cả. Triệu xuất tướng là một nước cờ tuyệt độc để dùng xe đe lấy sát cục, ý chỉ là sau một nước cờ tiếp tục chốt 5 tiến 1, tiểu đao xuyên tâm ngay, Yêu Nghỉ chắc chắn là bại, hoặc là bất kỳ xe nào có chém thẳng vào cũng đều bị xe này cắm lên sát cục cả. Bởi vậy Yêu Nghỉ buộc phải rời xe về phòng thủ, và Triệu đã bệnh chốt sang, Yêu Nghỉ đưa tướng quân xuất cung ngay. Triệu tiếp tục lấy xe 6 bệnh 2 đe dọa cho một nước cờ sát, không thể nào thoát xe lên được. Xe cầm chiếu tướng leo lầu, rồi xe 5 cũng bệnh tạt biên, sông xe gọi hồn, thấy chết mà trời cũng không cứu nổi, cho nên buộc phải lấy tướng 6 bệnh 5 để rút chạy, và Triệu dùng chốt 6 để tiến 1, xem như mọi hy vọng còn lại của họ Yêu đã không còn. Tiếp tục xe 2 lại bệnh 3, Triệu đầu tiên dùng xe 2 cắm thẳng một nước, ép buộc chẳng hề còn lựa chọn Yêu Nghỉ phải dùng xe rút về, chắn ngang lối thoát chạy còn lại của tướng quân vốn đã rơi vào cảnh đường cùng. Rồi Triệu hôm tung đòn quyết định xe 2 thối 1. Yêu Nghỉ tới đây nhận thấy rằng không thể nào giữ nổi vào sĩ trung lộ, cho nên đành phải quy hàng. Khép là một màn đối đáp rất hay giữa nhì vị cao thủ, kẻ tấn công lẫn người phòng thủ cũng đều rất dẻo dai. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn